Thưa bà. Kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là kẻ từ một miền xa xôi lắm đạp sương hà gió đi trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái. Chuyện thương đau của một kẻ đánh tình. Đêm qua tôi có về ngán nơi họ hẹn cô, thì mới hay cô gái ấy giờ đã xa sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ đâu đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có chiều nào dừng chân nơi quán lạ thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc như một loài chim buồn lạc lòng giữa đêm. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà cũng chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn ước, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và nhỏ cho nhau dài ngọt lệ ban đầu. Cuộc đời vàng son hoa mộng bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàn hạnh phúc, và hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dặm trời xa không bờ ngỡ mộng sông hồ. Tâm can anh đã vô tình dính nhiễm xa em, để cho bà bình yên lên hiểu tươi. Đó là quyết định của sư mẫu em, làm sao em dám cãi lời thề cho được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng đã là vợ của người ta. Còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc, có tiếc thương cũng đành xa biệt. Mong mỹ nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh xưa. Thì thôi, đường bà đi, đường tôi bước, chẳng gót quán hà mộng sáng mùa thông. Tôi sẽ dừng chân bên đèn đòi có lạ để lắng nghe chim nguyện đang đột ra chim sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống.
và những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, gió bụi sông hồ sẽ vùi lấp bức chân quang. Yeah.
thời đại hai đứa về thuyền tơ duyên. Lệ thắm ước xà áo trinh quyền, thương chi cho lắm rồi cũng xa. Vinh biên tâm ca ngàn